Chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về quy trình kiểm tra ngăn ngừa rủi ro phòng máy phát. Trước tiên ta kiểm tra xem automat có đang ở trạng thái on hay không. Sau đó ta kiểm tra xem là màn hình máy phát đang ở trạng thái auto hay không. Ta kiểm tra các thông số của máy phát. Điện áp của ắc quy có đủ hay không? Số giờ đã chạy của máy phát. Số phần trăm dầu còn lại. Sau đó ta dùng đèn pin để kiểm tra xem lượng nước trong hai bình ắc quy còn đủ hay không. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về trình kiểm tra ngăn ngừa rủi ro phòng máy phát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.